thương với chúng ta trên đất nước Đồng Nai này, đó là Thánh Phaolô Hạnh, nguyên quán giáo xứ Tân Triều Biên Hòa. Đang khi Phaolô Hạnh là một đại ca của một băng đảng ăn cướp cướp giật khét tiếng trong vùng chợ quán Sài Gòn, Phaolô Hạnh sống ung dung, rượu có, trẻ có, trai có, gái có, với những thứ tiền của cướp giật được do chân tay đàn em cung phụng. Rồi đến khi bị tóm cổ nộp cho quan tòa ở Bà Quẹo và bị tra hỏi, có phải ngươi đã liên lạc với người Pháp âm mưu làm loạn không? Phaolô Hạnh đã trả lời, tôi không bao giờ liên lạc hay giúp bọn người ngoại rời Âu Châu. Quan lại hỏi tiếp, ngươi có phải là người theo đạo Gia Tô không? Gia Tô tức là Kitô tôn giáo đó. Phaolô Hạnh hiên ngang công nhận, phải, tôi là người theo đạo Gia Tô. Và Phaolô Hạnh còn khẳng định rằng tôi sẽ theo đạo Gia Tô cho đến chết. Sử liệu ghi lại rằng những người chứng kiến cuộc hành hình Phaolô Hạnh đều ngỡ ngàng với nhau, xì xào lên rằng cái chàng thanh niên này chọc trời quậy nước, thế mà giờ đây lại can đảm chỉ bị đánh đập, bị kìm sắt nung đỏ, kẹp thịt cháy xèo xèo như bị nướng mà cũng không chịu bỏ đạo, không chịu từ chối cái ông Gia Tô nào đó. Rồi cuối cùng còn vui vẻ tiến ra pháp trường, chịu chém đầu. Lúc đó Phaolô Hạnh mới 32 tuổi. Nguyên nhân thứ nhất, đó là chúng ta thấy rõ ràng qua Thánh Phaolô Hạnh, đó là ơn Chúa. Chính ơn Chúa mới có thể ban cho con người tham sống sợ chết, dám liều mạng vì Đức Giêsu Kitô. Cho nên với ơn Chúa, Phaolô Hạnh đã trở nên một chứng nhân đức tin kiên cường, trở thời cấm đạo tàn ác của triều vua từ Đức. Cái nguyên nhân thứ hai phải nói gom lại rằng đó là lòng sùng kính mẹ Maria. Lòng sùng kính mẹ Maria chúng ta đọc thấy ở trong hầu như là vị thánh tử đạo nào cũng có. Tín hữu ở vùng nào đang bị bách hại càng nổi bật lên cái lòng sùng kính đó qua chùa Mân Côi. Ở đây chúng ta nêu lên chứng nhân thứ hai, đó là cha Gioan Teofan Benavent. Cha đã ghi lại cái lời nguyện trong thư gửi Đức Cha Thuren rằng, lạy mẹ vương nghiệp, khi đầu con rơi xuống dưới lưỡi gươm của Lý Hình, xin nhận lấy tôi tớ nhỏ bé như trái nho chín được hái, như bông hồng nở rộ được ngắt về dân kính trên bàn thờ. Ave Maria. Hoặc như linh mục Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh, còn có tên là Diệu dòng Đa Minh, thay vì dày đạp đã tôn kính ảnh Đức Mẹ dù bị đánh đúng 100 roi. Bà Anne Lê Thị Thành tâm sự rằng, nhớ Đức Mẹ giúp sức, tôi không thấy đau đớn. Linh mục ông Tino Đông tỏ ra mừng rỡ khi biết tin mình sẽ được phúc tử đạo vào ngày 1 tháng 5, ngày đầu tháng hoa kính Đức Maria. Linh mục Gioan Đoàn Thị Hoan luôn đeo trên cổ áo Đức Bà cho đến luôn đeo trên cổ một bộ áo Đức Bà cho đến khi xử tử. Ngài nói, ảnh áo Đức Bà này tôi không thể cho ai được. Đây là hình ảnh Đức Nữ Vương và là bà Chúa của tôi. Hay là linh mục Gioan Cộc Nây Tân khi bị giam trong cùi vẫn cất tiếng hát, lính nghe hay nên báo cho quan.
Quan đã đi và cũng thấy hay, đó là những bài ca tôn vinh mẹ Maria. Cho nên quan đã bắt từ nay trở đi, trước khi ăn phải hát cho quan nghe rồi mới được ăn. Và thánh nhân đã ghi lại trong thư rằng, mỗi bữa ăn tôi lại có dịp hát thánh ca chúc tụng Đức Maria. Trong cơn bắt đầu tàn khốc dưới thời vua Khánh Tịnh năm 1798, giáo dân khắp vùng miền Trung đã chạy trốn đến vùng La Vang, luôn luôn khẩn xin mẹ Maria cứu giúp, và mẹ Maria đã hiện ra an ủi họ. Và ngày nay chúng ta thấy một trung tâm rộng lớn khởi đầu của Việt Nam ở nơi đó. Và như lời mẹ hứa, ai đến mẹ đều ban muôn phúc lành cho họ. Thưa anh chị em, không chỉ là một hay không chỉ là hai, nhưng là hàng hàng lớp lớp tín hữu Việt Nam nhớ Chúa và mẹ Maria. Các tín hữu Việt Nam vẫn hiên ngang tiến ra pháp trường hoặc bằng một hình nào đó để minh chứng đức tin vào Chúa Giêsu. Nhớ Chúa và mẹ Maria, các tín hữu Việt Nam luôn luôn minh chứng lòng trung thành với Chúa Giêsu. Sử liệu đã cho chúng ta bằng chứng rằng tin mừng được kể là đã loan giảng trên đất nước Việt Nam chúng ta từ thế kỷ 16 đến nay. Năm 1533, theo khâu đỉnh việt sử, đã có chỉ dụ công đạo đầu tiên của vua Lê Trang Tôn. Rồi đến năm 1783, anh em nhà Tây Sơn đã đến vùng Ba Dòng, Mỹ Tho tìm vua Gia Long, tìm không được đã nổi giận chém giết 150 người giáo dân. Rồi đến thời vua Minh Mạng 1836, quan quân triều Nguyễn cũng đã truy quét họ Đào Ba Dòng và đã tàn sát thêm 1700 người. Đến thời vua Từ Đức, cha sở họ Đào Ba Dòng lúc đó là cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lự cũng đã bị chém đầu tại Mỹ Tho vào ngày 7 tháng 4 năm 1864. Năm 1862, họ Đào Ba Dòng lại bị tàn sát. Lần này có 25 người đàn ông đã tuyên xưng đức tin. Rồi tàn nhẫn hơn nữa, đó là kế hoạch phân xác của vua Từ Đức. Vua Từ Đức, theo như con cháu của ngài ở trong triều cho biết rằng ngài là một con người rất hiếu thảo với cha mẹ. Bà Từ Dụ là một con người luôn luôn lo cho pháp lệnh được trung thành, được kiên giữ ở trong đất nước. Cho nên khi thấy đạo Công giáo đến, bà lầm tưởng rằng đây là một cái đạo không thờ cha kính mẹ gì nữa hết. Bởi vì các vị tôn giáo, các vị từ đạo Việt Nam đã khẳng khái nói đến rằng có ba thứ tôn trọng, đó là thượng đế, vua và cha mẹ. Cha mẹ bậc sau rồi mới lên vua rồi mới lên thượng đế. Cho nên các vị từ đạo trung thành với vị thượng đế là Chúa Giêsu đó, còn vẫn trung thành với vua nhưng không thể vâng lời vua được. Chính vì vậy bà Từ Dụ đã không hài lòng cái điều ấy. Bà đã dạy con là vua Từ Đức phải triệt hạ chứ bằng được cái loại người như thế. Và chính vì vậy một vị vua nhu nhược phải nói thật là từ cái sinh lý cho đến tâm lý thể lý của con người vua Từ Đức, những người ở trong triều vua cho thấy rằng đó là một con người nhu nhược lắm. Thế mà trong cái việc bách hải đạo, sử liệu ghi nhận rằng ông là ông vua tàn sát nhiều dân chúng nhất, nhiều người đạo Công giáo nhất, đặc biệt cái kế hoạch phân xác của ông. Anh chị em coi mấy cái nến anh chị em cầm đó, phân xác có nghĩa là nó cháy tan như vậy đó, và khi hết rồi thì đương nhiên nó tắt đi,
ông ta lầm tưởng rằng giết hại người Công giáo như thế là sẽ diệt trừ được những người Công giáo, không còn ai đi nữa. Thế nhưng mà dù cái kế hoạch phân xác của vua Tử Đức cho thi hành vào năm 1851 và năm 1856, sử liệu ghi nhận rằng gần 400.000 tín hữu phải đi phân xác, trong đó có từ 50.000 đến 60.000 giáo dân phải chết nơi phân xác. 100 làng Công giáo bị tàn phá bình địa, 2.000 họ đạo bị tịch thu tài sản chùa đất, 115 linh mục Việt Nam và 10 giáo sĩ ngoại quốc bị giết, 80 dòng mến thánh giá bị phá tan, 2.000 nữ tu mến thánh giá phải giải tán, hơn 100 nữ tu mến thánh giá chết vì đạo. Kế hoạch tàn ác của vua Tử Đức trong kế hoạch phân xác nó có 4 cái chiêu bài như thế này. Thứ nhất là không cho người Công giáo ở trong làng Công giáo của mình, nhưng phải đến ở trong các làng ngoại giáo. Thứ hai, mỗi người Công giáo phải bị 5 người lưu dân canh giữ cẩn mật. Thứ ba, các làng Công giáo bị phá hủy, của cải ruộng đất của người Công giáo bị tịch thu và giao vào tay những người bên lương, những người này sử dụng và nộp thuế để rồi đóng cho nhà nước. Thứ bốn là không cho người đàn ông Công giáo ở một nơi với người đàn bà vợ của họ, không cho vợ chồng Công giáo ở với nhau, mỗi người phải đi ở một nơi xa nhau. Con cái của người Công giáo thì phải để cho gia đình người lương nuôi. Thế mà như cái bài thơ Đế Hệ Thi của vua Minh Mạng có 20 chữ để làm cái lót cho con cháu của các ông từ sau Minh Mạng trở đi, chỉ mới được 6 chữ, đến vua Bảo Đại là chấm dứt. Còn người Công giáo của chúng ta, sau khi vua Bảo Đại bị phế truất rồi, thì người Công giáo chúng ta, anh chị em cũng thấy chúng ta vẫn có mặt ngày hôm nay. Cái sự tàn ác của các vua chúa chưa hết đâu. Chúng ta đi vào một cái vùng đất gần chúng ta nhất. Ngày 7 tháng Giêng năm 1862, người Pháp dần binh chiếm Phước Tuy. Chính quyền địa phương tưởng rằng họ đến và giải thoát cho các tín hữu, nên trong khi đó họ, chính quyền địa phương theo ý muốn của triều đình đã nhốt tín hữu Công giáo ở vùng Phước Tuy Bà Rịa vào 4 mục thất. Khi biết quân Pháp đến, chính quyền đã cho phóng hỏa thiêu sống, trong khi ấy chết hơn 444 người. Rồi cuối năm 1862, một cuộc bắt bớ khác tuy ngắn nhưng cũng sát hại gần 200 tín hữu ở Bà Rịa. Năm 1864, phong trào Văn Thân đưa ra chiêu bài Bình Tây Sát Tả, nghĩa là dẹp người Pháp, giết người Công giáo. Hàng hàng lớp lớp người tín hữu tiếp tục bị giết và nhiều xóm đảo lại bị san bằng. Và có thể trong cái vùng gần nhà dòng chúng ta, biết cha Triều có nghe nói không, khi làm giúp làm việc ở ngay đó thì cái vùng Phúc An, ngay nơi cái nền đất già của cô Lan, cũng là một cái nhà thờ Công giáo, khoảng thập niên 1940 cũng bị Pháp bình địa giết chết một số người. Các sử liệu đó có lần đã đọc thấy ở trong tòa giám mục Sài Gòn, cho nên nói được là xung quanh chúng ta xa có gần có bao nhiêu là máu các thánh từ đảo đổ ra, thì giống như Tertulliano nói, máu các thánh tử đạo là hạt giống sinh người có đạo. Cho nên để tóm kết lại những cái điều vừa nói,
xin mượn lại một điều trong thư chung để khai mạc năm thánh, anh chị em nghe đầu lễ đó để nhắc lại với nhau rằng Hội đồng Giám mục Việt Nam tha thiết mong ước trong năm thánh này các gia đình Công giáo cố gắng từ bỏ những ham muốn bất chính và tính toán ích kỷ để làm chứng rằng tin mừng về hôn nhân Công giáo là nẻo đường hạnh phúc. Với anh chị em sống đời thánh hiến, Hội đồng Giám mục mong ước anh chị em hãy từ bỏ những ham muốn tự nhiên để theo các lời khuyên phúc âm góp phần thức tỉnh thế giới như Thánh cha Francisco kêu gọi. Với các linh mục hãy trung thành với lời thề hứa khi chịu chức, tận tụy thi hành bổn phận đã được trao phó trong khiêm tốn và trẻ trâu để làm chứng cho Chúa Giêsu và hăng say loan giảng tin mừng trong mọi hoàn cảnh. Nguyện xin Mẹ Maria và các thánh từ đạo bầu cử cho đất nước Việt Nam chúng ta luôn an bình, đồng bào mọi giới yêu thương đùm bọc lẫn nhau, biết đem lòng bác ái dấn thân phục vụ nhau. Cảm ơn anh chị em, mời đứng lên để xin kinh. Tôi vinh kinh